Cái điều mà Duy Hòa lo sợ nhất là khi thấy mẹ mình mỗi ngày già đi và sức khỏe hao mòn đi. Cho nên Duy Hòa muốn, rất mong muốn được cho mẹ và những người mẹ trên đời này được lúc nào cũng có những sức khỏe, có được niềm vui để cho các con được đền đáp công lao trời biển của cha mẹ. Cũng giống như câu ca dao là mỗi đêm con thắp đèn trời cầu cho cha mẹ được sống đời bên con. Có những cái lúc mà mình gác lại những cái mưu sinh, những cái vội vã ngoài đời á, thì mình để ý lưng của mẹ mình rộng hơn một chút, nếp nhăn nhiều hơn một chút, rồi tóc cũng bạc nhiều hơn một chút nữa. Cảm thấy buồn vì điều đó. Nói chung là mẹ còn bên cạnh mình á, thì mình mừng. Cố gắng làm cho mẹ vui và hạnh phúc. Thương mẹ. Và dự có để ý là mình càng ngày càng lớn thì mình cái khoảng cách mình càng xa mẹ hơn. Nó xa mẹ hơn đây là khoảng cách về địa lý, dẫn về trong cái tâm tư suy nghĩ luôn. Thật sự là cái việc mà mình đi nhiều nơi, mình làm nhiều việc thì mình lại càng quên bẵng đi cái gia đình của mình. Và cái người mà chủ động đi gọi điện thoại hỏi thăm mình vẫn là gia đình mình, vẫn là mẹ của mình. Và thật sự là ngày càng lớn mình càng quan tâm điều đó, thay vì cái thời gian chúng ta cầm điện thoại để lướt Facebook, để lướt xem trên mạng, để cùng chia sẻ với tất cả những điều đang diễn ra trên xã hội, thì tại sao chúng ta không cầm điện thoại để gọi về cho mẹ, hỏi thăm mẹ một câu một chữ, thì điều đó sẽ rất là đáng quý và sẽ là niềm vui của mẹ. Xin kính chúc mẹ được nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc bên những người con của mẹ. Kính chào tất cả quý vị khán giả. Thì hôm nay Linh cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được tham gia vào ca khúc mới của Bé Ben, được đặt sáng tác bởi nhạc sĩ Quách Bim, ca khúc Mùi Hương Của Mẹ. Thì ca khúc này thì Linh cũng muốn gửi đến mẹ của mình một lời cảm ơn rất là sâu sắc. Thì thú thật là từ trước đến giờ Linh chưa có bao giờ nói là Linh yêu mẹ, thì hôm nay cũng là một cái cơ hội để mà Linh được nói là Linh yêu mẹ. Linh hy vọng là mẹ Linh sẽ xem được cái ca khúc này và hiểu được cái tình cảm của Linh dành cho mẹ. Thì cũng trong cái ngày lễ Du Lan này thì Linh cũng hy vọng là Linh kính chúc cho mẹ của Linh cũng như tất cả những người mẹ, những người cha sẽ được hạnh phúc cùng với những đứa con yêu thương của mình. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Dòng Dung rất là vui vì được góp tiếng hát của mình trong một sáng tác của Quách Ben, bài hát Mùi Hương Của Mẹ nhân dịp mùa lễ Vu Lan. Đây là một dịp mà tất cả những người con trên cả nước muốn dành tình cảm của mình cho cha mẹ của mình. Đây là một cách để thể hiện tình yêu thương của mình dành cho ba mẹ. Đương nhiên thì không phải là chỉ có mùa Vu Lan thì mình mới như thế. Nhưng mà đây là một bài hát mà Hồng Nhung nghĩ là nhạc sĩ Quách Ben đã dành rất là nhiều tình cảm rồi. Và Hồng Nhung hy vọng là tất cả quý vị cũng sẽ thích ca khúc này. Và xin chúc cho tất cả những người làm cha, làm mẹ ở trên đất nước này sẽ luôn được thật nhiều sức khỏe. Và những người con thì sẽ luôn yêu thương bố mẹ của mình nhiều hơn, đặc biệt là trong mùa lễ Vu Lan này ha. Ngày hôm nay Vũ Trần với Nhã Thi được may mắn tham gia một cái video clip của bé Ben nhân cái ngày lễ Vu Lan. Thì không biết nói gì hơn, thì chỉ mong rằng là những ai chúng ta còn mẹ ở trên cuộc đời này thì hãy trân trọng những điều đó, phải thương yêu mẹ nhiều hơn, để một lúc nào đó khi mà mẹ mình mất đi thì chúng ta sẽ không phải hối tiếc về tất cả điều gì. Thì muốn nói gì không nè? Những lời chúc tốt đẹp thì Vũ Trần đã nói thay cho Nhã Thi rồi. Thì mong là hãy trân trọng những gì mình đang có. Đó là tình mẹ thiêng liêng, cũng không riêng gì mẹ. Dành những lời chúc tốt đẹp cho tất cả các đấng sinh thành đã sinh ra và nuôi nấng chúng ta lớn khôn nên người. Đây là lần đầu tiên Trường được tham gia một MV ca nhạc nói về mẹ. Trước giờ thì chỉ toàn là hát những bài tân cổ thôi. Hôm nay thì được tham gia một bài nhạc, cảm xúc cũng rất là vui. Đây cũng là một ca khúc rất là hay, viết về mẹ, thay cho những lời chúc tốt đẹp của Trường cũng như là của tất cả những ai còn mẹ dành cho những người mẹ thân yêu của mình. Hy vọng là sẽ nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ quý vị khán giả cho ca khúc này. Xin chào tất cả mọi người, và hôm nay Mai Thầy Phến rất vui vì được góp mặt trong một bài hát Mùi Hương Của Mẹ.
Thì qua ca khúc này thì Phến hát xong Phến cảm thấy rất là hạnh phúc vì được thể hiện bài hát này, và cảm xúc cảm thấy là rất thương người mẹ của mình. Và chia sẻ một rằng là nếu như ai còn mẹ thì hãy thương mẹ của mình, vì mẹ cho mình niềm tin, cho mình hy vọng, cho mình tất cả, người lo lắng cho mình, và mẹ luôn nghĩ về mình. Nếu như mà ai còn mẹ thì xin hãy thương mẹ thật nhiều, giống như là Phến đang thương mẹ của mình.